Hôm nay Lạng Sơn mình thời tiết rất là đẹp mọi người ạ. Mình vừa mới đi xe vào một cái bản vùng khá là sâu. Khung cảnh thiên nhiên đấy mọi người. Mình dự định leo một cái ngọn núi, đứng ngoài đường nhìn nó rất đẹp mọi người ạ. Có một cái vách núi ở phía, vách trắng ở phía bên trên kìa mọi người. Nghĩ là cái núi này sẽ có lan phi điệp tím. Lát nữa mình sẽ tiến hành chinh phục cái ngọn núi này, xem mà có cái những cái loại gì đặc biệt không. Nếu mà gặp được phi điệp thì càng tốt. Có gì mình sẽ quay clip để chia sẻ cho các bạn xem. Bạn đang xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mình các bạn nhé. Gặp một thử thách rồi mọi người ạ. Ở đây có một cái vách đá rất là khó leo này. Mình leo đến nửa vách rồi. Phía dưới này rất là cao này, vách này khá là cao, leo lên nửa vách rồi các bác ạ. Bây giờ chắc phải đi sang phía bên này này, không biết là có đường này lên trên đỉnh núi không nữa. Cái ngọn núi này vách quá là dựng đứng các bác ạ, quá là dựng đứng và có nhiều hang, những cái cây cao vút từ dưới chân vách lên kìa. Mình vừa leo đến một cái chỗ tương đối là an toàn, ngồi nghỉ ngơi đã khá là mệt. Toàn vách này các bác, toàn vách núi rất là đẹp này, không biết là có lan nhiều. Nãy từ sáng tới giờ leo chưa gặp cái loại lan gì cả. Vị trí mình đang đứng là một cái mỏm núi tương đối là an toàn. Từ nãy giờ leo từ dưới kia lên này các bác, không thấy có cây lan gì luôn, chắc phải lên trên đỉnh các bác nhé, trên đỉnh mới có lan đẹp để quay. Leo lên trên cao gió mạnh quá mọi người ạ. Cái khung cảnh phía dưới này, những cánh đồng, những cái ngôi nhà của người dân tộc Dao mọc rải rác lưng chừng đồi này các bác ạ. Hôm nay không khí lạnh vẫn đang duy trì cho nên là gió khá là mạnh. Phía trên vách này thì mình thấy có cái loại lan thanh đạm, loại lan thanh đạm lá tre gì đấy mọc rải rác màu đỏ đỏ các bác ạ. Leo lên hơi bị khó luôn, mình sẽ tiếp tục hành trình lên phía trên các bác nhé. Leo mãi thì cũng đến đây cũng gặp mấy cây lan vanda các bác ạ. Mấy cây này là lan vanda nâu, 3-4 ngọn lá xếp mọc ở trên cành cây, nhìn rất là đẹp. Chĩa ra vách núi dựng đứng luôn các bạn ạ. Đây này, khu vực và vách núi này dựng đứng luôn, leo mãi vẫn chưa lên đến đỉnh luôn. Nó mọc ở trên cái cành cây cẩm chỉ các bác nhá, một cái loại gỗ rất là quý. Chỉ ngắm một chút như vậy thôi, mình lại tiếp tục leo đây. Mệt quá các bác ạ, leo mãi mới đến chỗ có một cái cây để ngồi đây. Vạch đá thì toàn là dựng đứng rồi. Cái cây này mọc chắc chắn ở trong vách đá, mình leo ra cành ngồi, nghỉ mát một lúc. Xem này các bác, chả thấy cọng lan nào. Chả thấy cọng phi điệp nào, lan thì vẫn gặp nhưng mà phi điệp thì không thấy có. Trên cây này cũng có lan các bác ạ. Bên kia có một bụi thanh đạm này, mọc ở trên cành cây này. Này có một cái khóm lan vảy rồng bám rất chắc chắn trên cái cành cây các bác. Ngoài ra không thấy có loại gì hơn, cây thì toàn là rêu. Cây này rất nhiều rêu, dưới là vách đá này các bác. Ngồi ở đây thì rất là mát luôn, tuy nhiên là cảm giác nó cũng run run. Những cái vị trí này chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm thôi các bác ạ. Ai mà không chịu ở độ cao ngồi ở đây chắc là bám vào cây như mèo luôn ấy, không ngồi mà quay video được như thế này đâu các bác ạ. Mình nghỉ chút xong lại tiếp tục hành trình các bác nhé. Mình đang ngồi giữa đống lan này các bác ơi, sắp lên đến đỉnh rồi.
Chỗ này là khá là an toàn, không sợ như lúc nãy. Nãy leo qua mấy cái vách đá toàn đá nứt nhìn ghê quá. Chỗ này cảnh quá đẹp luôn này các bác ơi. Phía bên kia có một cái mỏm đá dựng đứng nhìn kỳ vĩ chưa. Dựng đứng luôn kìa các bác ạ. Dưới chân thì cụt mất một nửa. Ở giữa thì có một cái khe nó tách rời cái mỏm đá kia ra khỏi ngọn núi các bác ạ. Vướng mấy cây mình quay không rõ. Nhìn ở bên ngoài rất là tuyệt vời luôn. Cây gỗ nghiến này, mọc giữa cái vách đá trắng bốp không có gì cả. Trên này rất nhiều cây bụi này, tương đối an toàn các bác ạ. Ngoài những cái loại phổ thông thì không thấy điệp đâu. Nghỉ lát mình lại tiếp tục leo các bác nhé. Mình leo đến đỉnh rồi các bác ạ. Cái đỉnh núi này chắc là trước đã bị cháy rồi. Một bãi toàn đá này các bác ơi. Toàn là đá tai mèo đây. Bị nước mưa nó xói mòn. Chọc lốc luôn. Chả thấy có cây gì cả. Toàn đá thì cái này, đá này mà làm non bộ thì đúng là tuyệt vời luôn. Những cái cục đá bị bào mòn này các bác. Một bãi đá luôn. Cây thì vẫn có nhưng mà toàn cây bụi thôi các bác ạ. Không thấy có lan đẹp. Cảnh núi rừng này. Có cây si. Cây si, cây sộp gì nó nhìn rất đẹp này. Ước gì là một cây si nhựa đỏ. Không biết là bên này còn có cái loại gì không. Lát mình sang xem có gì quấy nốt được các bác xem. Ở đây có một cái bãi lan râu lược các bác ạ. Dọc trên cái đỉnh núi cháy này nhưng mà không chết hết được. Bây giờ nó lại phát triển lại đây. Khá là nhiều này các bác. Giải rác dưới những cái khe đá. Toàn cái loại này cả. Mình đi rừng mãi rồi mà chả thấy, chả gặp cây nào có hoa các bác. Toàn thấy cái nụ cũ thôi. Không biết là nó nở hoa vào cái mùa nào. Đây, một cái loại lan rất là khỏe luôn. Chịu được nắng. Lá rất dày các bác nhỉ. Dọc cái đỉnh núi này là toàn những cái bãi đá như vậy thôi các bác ạ. Không có cây cối gì cả, không có cây to. Toàn lan râu lược thôi. Dọc bên kia kìa còn rất nhiều kìa các bác ạ. Giật mình quá các bác ạ. Leo vách núi nguy hiểm kìa. Còn không hồi hộp như là nhìn từ xa thấy cái bụi lan. Tưởng là lan phi điệp mà không phải rồi. Vách núi này mình đi dọc cái mép vách phía dưới là hết rồi các bác ạ. Dưới này nãy mình vừa mới đi qua này. Xung quanh cái vách dưới thấp này là mình đi xem hết rồi, không thấy có ngọn phi điệp nào ạ. Trước đây thì thấy có thông tin là có người nhặt được kiến ở bên dưới nhưng mà bên trên thì chả thấy có gì luôn. Chắc là núi là không có phi điệp rồi. Toàn vách núi này. Cái chỗ bên dưới thì nguy hiểm quá, mình không quay để cho mọi người xem. Chỉ ngó xuống xem xung quanh nếu không có lan thì lại thôi. Nhìn cái bụi long nhãn bám ở trên cây này. Nó cớm nắng nó cũng thòng xuống. Mình tiếp tục đi theo đỉnh núi sang phía bên kia. Chẳng có gì không các bác nhé. Khá lâu rồi mình mới gặp lan hải hay len các bác ạ. Này, cái đỉnh này chắc là chưa bị cháy qua. Cho nên lan hải vẫn còn sống được đây. Hai khóm hải này thì không thể lấy được các bác nhé. Nó mọc ở trong cái kẽ đá ra này này. Nếu mà mình cố tình nhổ thì nó đứt hết rễ và chết thôi. Quay cho mọi người xem thôi. Nó mọc trên một cái mỏm đá này. Phía bên trên là những cái bụi cây. Vừa đủ che mát các bác ạ.
toàn những cái khóm hài hê len mọc trong hốc đá các bác ạ. Đây các bác ơi, phần gốc rễ của nó chui xuyên vào trong kẽ đá rất là chắc chắn, không làm gì được nó luôn. Đây này, rất là tốt này các bác ạ. Cây này cũng mọc sâu vào trong kẽ đá luôn. Ở chỗ này trời dạo này mưa thường xuyên nên khá là ẩm. Còn những cái đám cây bụi thôi. Trên cây ở cái núi này thì không có lan gì các bác ạ. Ngoài vảy rồng với lan lọng thì không thấy có loại gì. Chẳng hạn như đuôi cáo mỗi lần mình hay gặp thì ở cái khu vực núi này không có một cây nào luôn. Nó phân bố cho từng vùng thôi các bác nhé. Trên cái cành khô này có một cái bụi lan vảy rồng này các bác. Nó mọc bám rất chắc vào cái cành khô này, không biết lấy kiểu gì được đây. Những cái cây khô thì không trèo được. Nhìn khá là đẹp. Tiếc quá không lấy được các bác ạ. Ở trên cái cành khô cũng không biết là bao giờ nó mới rụng được. Mình đi rừng mình lại không mang theo dao bao giờ. Thôi để nó khoe sắc ở đây vậy. Mình vừa đi xuống đến lưng chừng núi rồi mọi người ạ. Phía trên kia chả có loại gì đặc biệt nữa. Phi điệp cũng không có đâu. Chỗ này là một cái khu vực núi trước đã bị cháy qua, giờ mọc toàn dương xỉ này. Toàn những cây bụi nhỏ nhỏ thôi, không có cây gỗ to. Đấy, sáng nay mình đi từ cái chân núi bên kia kìa các bác ạ. Mình leo từ cái chân núi kia lên vòng quanh, đi qua hết cái đỉnh này. Không thấy có phi điệp gì cả. Không phải hôm nào đi rừng cũng có những thu hoạch đặc biệt đâu các bác nhé. Có hôm được, hôm về lại, hôm lại về không. Nhưng hôm nay chả được cái gì luôn. Mình bắt đầu cái hành trình xuống núi, kết thúc cái video đây thôi các bác nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình sau nhé.